Xin kính chào quý vị các bạn, hiện tại mình đang có mặt tại nhà của chị Yến ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay mình tiếp tục quay video chia sẻ cho quý vị và các bạn xem thêm một số hoa mai ha, lắc lượng giá rất là đô, chỉ vài trăm thôi, quý vị nhanh tay dừng lại ha. À, chào chị. Chào Tâm, dạ kính chào các cô chú anh chị à. Hôm nay con có một lô mai bonsai giảo hạt thủ đức mặt bông từ 5 tới 12 cánh. Con muốn giao lưu cùng cô chú anh chị à. Qua số điện thoại của con là 039 249 6865 cũng là số Zalo của con. À, bên con cũng bao ship toàn quốc cho tất cả các cô chú anh chị mình luôn à. Con mong các cô chú anh chị nhớ hết thời gian xem clip Zalo qua đó ủng hộ cho con. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều ạ. Đầu tiên con vô cây số 1. À, chiều cao là 38. Cây này mini để bàn rất đẹp nha cô chú anh chị. Mình thân là 15 rưỡi. Cây này rất đẹp nha cô chú anh chị. Rồi mã số 1 con giao lưu với giá là 450.000. Rồi 450. Mã số 2. Rồi số 2. Chiều cao là 76. Vành thân là 15. Cây này đến hôm nào cô chú anh chị. Rồi mã số 2 con giao lưu với giá là 550.000. Rồi 550 ha. Dạ. Mã số 3. Số 3. Đa số mấy cây bữa nay bonsai rất đẹp nha cô chú. Chiều cao 42. Vành thân là 14. Rồi mã số 3 con giao lưu với giá là 150.000. Rồi 150 sao cái gì? 150 không bao ship về tới nhà cô chú luôn á. Mã số 4. Chiều cao là 56. Vành thân là 20. Đến năm sổ dài rất đẹp em cô chú. Rồi mã số 4 giao lưu với giá là 600.000. Rồi 600. Combo 2 cây ha. Combo 2 cây mã số 5. Chiều cao là 54. Chiều cao là 30. Vành thân là 12. Vành thân là 14. Hai cây này quá rẻ luôn cô chú anh chị. Đế rất đẹp luôn. Rồi mã số 5 con giao gồm có hai cây con giao lưu với giá là 300.000. Rồi hai cây 300. Dạ. Mã số 6. Chiều cao là 62. Vành thân là 16 rưỡi. Dáng co lắc rất đẹp nha cô chú anh chị. Rồi mã số 6 còn giao lưu với giá là 550.000. Rồi 550. Không cao đâu gì. Mã số 7. Cây này tay chỉ cầm đều nha cô chú. Chiều cao là 1 mét. Vành thân là 16 rưỡi. Cây này có cái đuôi dài. Rồi mã số 7 con giao lưu với giá là 650. Rồi 650. Mã số 8. Số 8. Chiều cao là 74. Vành thân là 20. Cây này đế quái nha cô chú anh chị.
Rồi mã số 8 con giao lưu với giá là 650. Rồi, 650. Mã số 9. Số 9. Chiều cao là 80. Vành thân là 20. Vậy đế ha. Cái này đế quá đẹp luôn cô chú anh chị. Rồi mã số 9 con giao lưu với giá là 850. Rồi, 850, ok đẹp. Rồi, tông cao lắc lượng. Mã số 10. Chiều cao là 110. Vành thân là 21. Rồi mã số 10 con vô lưu ý giá là 800. Rồi, 800. Mã số 11. 11. Chiều cao là 90. Vành thân là 18. Đế quái luôn nha cô chú, có cọng rễ nó dính cái thân luôn. Rồi mã số 11 con giao lưu với giá là 650. Rồi, 650. Mã số 12. Chiều cao là 50. Vành thân là 15. Cái này vẽ bàn rất đẹp nè cô chú anh chị. Đế bích bầu luôn. Rồi mã số 12 con giao lưu với giá là 350. Rồi 350 thôi. Thấy quái ha. Mã số 13. Chiều cao là 49. Vành thân là 17. Có thằng cành phóng nè cô chú anh chị. Đáng coi lắc đẹp luôn. Rồi mã số 13 con giao lưu ý giá là 650. 650. Mã số 14. 14. Chiều cao là 70. Ở dưới nó dưới mắt con đo trên đây nha cô chú. Vành thân là 16. Nguyên cái cũ. Nó đẹp luôn nha cô chú anh chị. Rồi mã số 14 giao lưu ý giá là 650. Rồi, 650 thôi. Mã số 15. Chiều cao là 58. Vành thân là 16,5. Có cái cũ này được không? Rồi mã số 15 con giao lưu với giá là 300 ngàn. 300. Mã số 16. 16. Chiều cao là 40. Vành thân là 19,5. Rồi mã số 16 con giao lưu ý giá là 550. 550. Mã số 17. Chiều cao là 58. Vành thân là 18. Rồi mã số 17 con giao lưu với giá là 650. 650 thôi.
Mã số 18. Chiều cao là 51. Cái cây này cắt làm nhân đổ được nè cô chú. Bình thân 14,5. Đây là nhân đổ. Cây này đế rất đẹp nha cô chú anh chị. Nhỏ nhỏ xinh xinh mà quá đẹp luôn. Giá mềm luôn. Rồi mã số 18 con giao lưu với giá là 250. Mã số 19 cây chân đổ nè cô chú anh chị. Chiều cao là 42. Bình thân là 18. Cây chân đổ để đẹp luôn nha cô chú anh chị. Mã số 19 con giao lưu giá là 700.000. 700. Nhắn bài này. Mã số 20, ok nhắn bài. Chiều cao là 81. Bình thân 16. Cây này nó già, cây nó vàng luôn rồi cô chú. Trời ơi. Cây nhắn bài rất đẹp nha cô chú anh chị. Rồi mã số 20 con giao lưu với giá là 500.000. Rồi 500. Mã số 21. Chiều cao là 56. Bình thân là 18. Cây đấy đẹp nó là cô chú anh chị. Mã số 21 giao lưu giá là 500.000. 500. Mã số 22. Cây này quái cây luôn cô chú. Chiều cao 59. Bình thân 16. Uống éo éo ra đứng lên. Cây này rất lạ nha cô chú anh chị. Quấn quéo quấn quéo. Rồi mã số 22 con giao lưu với giá là 650. Rồi, 650. Mã số 23. Chiều cao là 42. Mắt nút không. Bình thân 16. Rồi mã số 23 con giao lưu giá là 200.000. Rồi 200. Mã số 24. Chiều cao là 75. Bình thân là 16. Rồi đấy ha. Đế bít bầu luôn nha cô chú anh chị. Rồi mã số 24 giao lưu giá là 400. 400. Mã số 25. Chiều cao là 45. Dính cái ghế luôn. Đo ngay đây luôn nha cô chú, không có đo được ở trong. Bình thân 21. Cây bonsai vip luôn nha cô chú anh chị. Rồi mã số 25 con giao lưu giá là 700. Rồi 700. Mã số 26. Chiều cao là 56. Bình thân 14. Thank you.
Mã số 26 giao lưu với giá là 350.000. Rồi, 350. Mã số 27. 27. Chiều cao là 40. Bản thân là 19. 19 có hơn luôn rồi chứ. Cây vòng xài rất đẹp luôn cô chú. Nồi đế luôn. Rồi mã số 27 là giao lưu giá là 700.000. Rồi, 700. Mã số 28. Chiều cao là 56. Bản thân là 14. Cây này dáng rất đẹp nha cô chú anh chị. Tay chỉ cành đều luôn. Mã số 28 còn giao lưu giá là 200. 200. Mã số 29 cũng là mã cuối clip của con ngày hôm nay nha cô chú anh chị. Chiều cao là 50. Bình thân 18. Cây bonsai quá đẹp luôn nè cô chú anh chị. Nồi đế luôn. Rồi mã số 29 con giao lưu với giá là 600.000. Ờ 600. Cũng là mã cuối clip của con ngày hôm nay. Con rất mong các cô chú anh chị nhìn ít thời gian xem clip của con hôm nay giao lưu được mã nào ủng hộ con mã ấy. Con cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều ạ. Rồi cảm ơn quý vị đã xem hết video ha. Mong quý vị ủng hộ cho chị. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.